bốn lý do vì sao chúng ta phải thường xuyên tẩy da chết. Xin chào mọi người, mình là Thu Nghĩ Phạm, chuyên gia làm đẹp. Ngày hôm nay Nghĩ làm video clip này để nói về bốn lý do vì sao chúng ta phải thường xuyên tẩy da chết. Đầu tiên Nghĩ sẽ cho mọi người quan sát một cái hình ảnh này. Và qua hình ảnh này, mọi người cũng nhận ra một điều, nếu như mà chúng ta không tẩy da chết thì cái tế bào da chết trên da sẽ làm cho da của chúng ta bị cái tình trạng sần sùi, xỉn màu. Đó là lý do đầu tiên đã giúp cho cái da của chúng ta, làn da của chúng ta được trắng sáng, mịn màng. Lý do thứ hai là sẽ làm thông thoáng cái lỗ chân lông và giúp cho chúng ta hạn chế được cái tình trạng bị mụn. Lý do thứ ba là giúp cho kem dưỡng được thẩm thấu vào sâu trong da bởi vì nó không bị ngăn cản bởi cái lớp tế bào chết trên da. Lý do thứ tư là giúp tăng sinh cái tế bào da mới non trẻ hơn, và qua quá trình massage nó sẽ giúp làm sẽ giúp làm da của chúng ta được máu huyết được lưu thông và da của chúng ta sẽ hồng hào hơn. Đó là bốn lý do vì sao chúng ta cần phải tẩy da chết thường xuyên, nên là mọi người nên có cái thói quen này nha. Xin chào tất cả mọi người, chúng ta sẽ gặp nhau trong video clip tiếp theo nha.